xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng gian hàng của Soái Ca Triệu Bùi đến từ Thái Thụy, Thái Bình. Trước mắt quý vị là một cái cây si kinh điển, chưa từng có luôn, ai xem thì cũng phải giật mình cái khôi này. Quá nhiều người quan tâm đúng không? Đấy, vui quá. Số điện thoại của anh Triệu là 0916030333 nhé. Ôi, không hiểu sao mà nó lại toàn nu thế này. Rồi, đất. Cái này nó gốc ở Thái Bình hay sao? Nó lại có cái kiểu rêu này nhỉ? Không, không, nó xứ ở đấy anh ạ. Nơi khác à? Xứ ở Thái Bình, nhưng mà rêu là rêu ở nước ao Thái Bình ấy. À, nước ao đặc sản đấy à? Ôi, quá đẹp. Nhiều người hỏi chưa cho ra được à? Chưa tới giá. À, chưa tới giá. Quá đẹp thật sự. Này nó cao khoảng 70, 65 nha. 65, 68. Dáng đẹp quá, dáng đẹp quá. Chất thật đấy. Bay hết chất như này. Ừ. Đấy, nó bay như thế, đẹp. Này phôi luôn à? Phôi của bác Triệu luôn à? Cái phôi này mới phá đúng không? Ừ, cái cốt này nuôi hay này. Hôm nay mới có thời gian để đi ngắm kỹ cái gian hàng chợ được, hàng thương mại của anh em. Mấy hôm vừa rồi bận quá, chương trình Xuyên Việt để tổng truyền thông cho triển lãm Đông Anh nên là rất là vội, rất là bận. Một cái phôi nhiều cái đầu thế, lùn ơi là lùn, chỉ hơn 20 phân. Rồi cái phôi này vật dáng hơi sâu nhé, thời gian một tí. Ui ghê nhé, cái này của anh bàn anh Triệu. Đồ hay thế, đúng là đồ nuôi thì như này quá là đỉnh nhé, tiềm năng thật. Anh bàn nó mấy cốt hay quá nhỉ? Đẹp thế. Chất thật sự luôn. Ngoài này hai cái này ghê không? Ây chà, gớm nhỉ. Số điện thoại của anh bàn là 0982100239. Cốt tiềm năng chưa? Anh em Thái Bình kỹ thuật cũng cực kỳ là cao siêu đấy nhá. Xử lý những cái pha như này không phải đơn giản nhỉ. Ủa, cái cây này đấy, cái thân chủ chạy đẹp quá. Đấy, các cái thân nó văng cực kỳ là chặt chẽ. Ui, trong này là sâu này, cốt già thế. Tuyệt vời. Mời anh em về gian hàng chợ, gian thương mại của mấy anh em Thái Bình này, anh Triệu, anh Bàn. Mấy hôm nay bà bán tốt lắm hả? Vâng, bán được. Đấy, chúc mừng anh em. Gần hết rồi. Cái đồ đây thì đều là đặt hết rồi à? À, anh em Đông Anh. Con gian thì hôm nọ bày nhiều lắm cơ mà. Vâng. Hết sạch luôn. Anh em gửi đây chưa lấy đi. Nhiều nhưng bán hết rồi thì bây giờ làm sao? Lại phải nhập thêm. Lại phải nhấc lên. Quay mấy siêu phẩm nha, giúp anh em ơi. Đâu đâu? Đông Anh đấy à? Đã siêu phẩm Đông Anh. Ui giời ơi. Phôi si này cũng hay quá này, giả ghê. Đường nét cực kỳ đẹp. Tiềm năng quá này cả nhà ơi.
Cái này là của anh Bàn chứ anh Triệu. Anh Triệu giờ hết đồ rồi. Nhờ, bán khỏe. Anh Triệu bán khiếp thật đấy. Bàn này phôi này hay quá này. Rồi, các anh làm giỏi quá. Cốt này hai thân đang chạy rất quăng. Ôi, thế là chưa kịp chia sẻ cái gian thương mại của anh em Thái Bình thì anh em đã giao lưu gần hết. Quá tuyệt vời. Chúc mừng các anh Triệu và anh Bàn, quê hương của tôi. Những người anh em rất giỏi. Đó. Còn mấy cốt nhưng mà cũng rất là chất lượng, đặc biệt là cây si quá là quý luôn. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.